Chào các bạn, hôm nay mình đi xe thay trục lắp. Lắp của mình kêu mà phanh luôn. Đây trục lắp. Trục lắp kêu. Mà tốc độ thấp nó kêu. Có lọc. Ở trong kia. Mà phanh. Phanh mới. Mà phanh cũ. Ăn hết một lửa. Vi lab kêu. Đây trong này có vòng bi. Có hiện tượng kêu do bi lab kêu thay trục lab lắp ngoài. Thay lắp ngoài đánh răng. Hàng TOK. Đây các bạn đang bi bi vòng lab. 6 bi. Phớt cái này da dầu và da mỡ mỡ lát Japan top. Đây là quy trình thay này. Đi có hiện tượng kêu gọt và cua tốc độ thấp, tốc độ 60 nghe rất rõ. Xong này còn bị xong này ra dầu vẫn còn một ít mỡ thì ngoài đi nó ra hết thì toi cứu hộ gọi cứu hộ. Kêu bằng bi này mày vẫn còn cái răng phớt này nó chưa hết ra hết mỡ. Phớt này vẫn còn đèn lắm rồi.
ra tiện thể thay lốp mà phanh luôn. Để giảm sóc quá. Sóc chưa ra dầu chưa phải thay. Giảm sóc trước. Kêu chính là mấy cái bồng bi này này. Thùng trục kia cũng phải thay. Đấy, cái lòng cao su kia trục trong. Thay hàng cơ khí mình cũng phải thay hàng chuẩn đi yên tâm. Mà phanh này mình láng rồi, ở đây nó có cái gờ láng rồi, đi lâu sẽ có cái gờ láng rồi. Thực ra mà phanh này chưa thay được, mới ăn có một lửa. Đây con phanh mới đây, cái cũ đây. Bị kêu một bên này. Thỉnh thoảng kiểm tra cái này nó rách, rách nó ra dầu khô không có bị bôi trơn nên là xe vào xưởng nó lưng gầm lên cái này rách. Cái này rất rẻ, tiền có mấy chục nhưng mà rách lại ảnh hưởng đến những cái khác. Mỡ nó chứa trong này nó bôi trơn cái này rách rồi, nó va chạm hoặc nó tạo hóa rách thì là lại hỏng cái trục này. Nó xung nó rất là mềm dai nhưng mà dùng lâu nước tạo hóa. Nhật luôn. Tốc tốc tốc.
cái lắp trong có khi lúc nào chú ấy không chú tháo kiểm tra dầu mỡ cho cháu xe của lắp xe mà nhá. Mình có kiểm tra được dầu mỡ không ạ? Thế thì sau mở cái cao su ra là cho mỡ được không? Vâng, mở cao su cho mỡ cháu. Cháu thấy cái này cũng lâu lắm không làm rồi. Cái này nó chuyển động quay liên tục thế nó nóng mà hết dầu nguy hiểm đi giữa đường làm chết rảnh thì cứ làm một thẻ luôn. Cái đấy bao lâu thì phải thay hả chú? Mỡ hay dầu đấy? Mỡ ấy. Hay mình cứ bổ sung rồi ạ? Vào lượng phải như lâu lắm rồi chị chưa bỏ trong bảo dưỡng nữa. Xiên hai cục cao su. Thank you.
Vâng, tôi sửa cái xe. Thank you.
ra hết. Cao su lại cao su đều ra hết rồi.